Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một cuộc hành trình mới trong thế giới Real Life Craft. Ở season 1 á, thì mình đã khám phá sơ bộ rồi, nhưng mà vẫn chưa hết những cái công trình ở trong đây ấy. Thế nên trong season 2 này thì mình sẽ cùng các bạn khám phá hết tất cả các công trình trong thế giới Real Life Craft này. Nhưng mà công việc đầu tiên bây giờ mình cần làm đó chính là cố gắng sống sót càng lâu càng tốt á. Và lần này thì mình xuất hiện ở một cái khu rừng mùa thu rồi. Ui, ở đây có mấy bé sói nữa nè. Vậy là mình phải cố gắng kiếm thật là nhiều xương trước mới được, để mình có thể thuần phục mấy em sói này để làm người bạn cùng chiến đấu nha. Rồi mới vô mình gặp mấy cục đá này thì mình cần phải nhặt lại cái đá để mình có thể craft được những cái dụng cụ giai đoạn đầu. Và ui, đằng kia có con skeleton bị bé sói dí quýnh lọt xuống hồ kìa. Con có cầm kèn á. Ê, biết đâu con sói đó sẽ đánh chết và rơi ra cây kèn cho mình đi sao. Được á, ở đây có mấy con giống như là khủng long vậy á, bự cực kỳ luôn. Rồi rồi, ui ui, chết rồi. Lên trên để vẫy ra nước nè. Và mình có được coi nào, hai xương thì hơi ít, để khi nào nhiều mình sẽ ấy sao. Giờ thì mình cần phải đi lấy, ui chết rồi, mới vô thì mình cần phải làm một cái flint knife nè. Ui, mới vừa gặp zombie chạy đi. Tại vì bây giờ á, zombie quánh mình một phát vô đầu là chết luôn á. Mình sẽ tìm ít cái sỏi trước. Đây có sỏi nè, để mình đập ra và tìm một cái cục đá lửa. Nhưng mà tỷ lệ rơi ra đá lửa hình như hơi thấp thì phải. Để mình đặt lại coi. Cố lên nào, một cái đá lửa thôi á là mình có thể bắt đầu chế tạo được mấy cái dụng cụ khác rồi. Tại vì mình không thể nào đào được gỗ ở cái giai đoạn đầu bằng tay không được hết trơn á. Ui, ra rồi nè. Làm thêm một cục nữa đi. Đó, hai cục luôn. Hơi bị may mắn á nha. Rồi, kế tiếp á, mình sẽ tìm một cái block nào cứng cứng để mình có thể đập cái cục đá lửa này ra. Và khu vực này có hồ nè, có cây khá là đẹp luôn. Thế nên chắc mình sẽ sinh tồn giai đoạn đầu ở đây nhá. Còn khi nào mà mình có được cái chỗ khác đẹp hơn á thì mình sẽ di cư sau. Rồi, hiện tại thì mình có được 4 cái flint shard. Kế tiếp mình sẽ đi chặt mấy cái lá cây nè. Lá cây ở đây nó có thể mọc lại các bạn ơi, nên cứ chặt thoải mái đi, từ từ nó sẽ mọc lại hả. Để mình có thể tìm mấy cái cây que á. Đó, mình có một cái que rồi nè. Giờ thì làm một cái cây dao thôi. Đó, được một cái cây dao rồi nè. Và mình sẽ cắt mấy cái cỏ để mình tìm mấy cái fiber. Rồi, cố lên. Được 5 cái rồi đúng không? Mình sẽ làm một cây rìu bằng flint nè. Công thức thì mình cần phải có một sợi chỉ. Cần 3 cái fiber thôi. Mình sẽ đặt vô đây. Nhưng mà mình lại thiếu cái lá cây rồi. Để mình lấy một ít lá cây trước cái đã. Ui, nó còn rơi ra một cái quả nữa nè. Ấy, nhầm rồi. Rồi, giờ thì làm một cây rìu bằng flint thôi. Công thức là như vậy. Vậy là mình đã có thể bắt đầu đốn cây rồi đó. Nhưng mà đốn cây trong đây không phải là một vấn đề đơn giản đâu nha. Cây mà đè trúng á, đồng nghĩa với bị chết luôn đấy các bạn ơi. Nên rất là căng thẳng. Hy vọng là cây đừng có đổ vô hướng mình nha. Chuẩn bị. À không, cây đổ về hướng hồ. Ui, hên, bé một suýt nữa thì bị cây đè rồi. Hên đó nha. Và mình có được 9 gỗ luôn nè. Kế tiếp mình cần phải chặt mấy cái thân gỗ này ra thành mấy cái ván. Để mình có thể chế tạo được cái bàn crafting. Sau khi có ván nè, chặt ra ít cực luôn á. Vậy là phải tranh thủ làm cây cưa rồi, để xẻ gỗ thì mình sẽ được nhiều hơn. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một nơi nào đó ok hơn á, để mình có thể khai thác khoáng sản. Và hướng bên đây hình như là, ui, có tòa tháp nữa. Wow, có tòa tháp luôn kìa. Đây có đá cội nè. Chỗ này thì nó hơi thấp một tí. Mình sợ sống chỗ thấp quá, lỡ mà creeper nó lọt xuống mà mình hết. Ui, chết rồi mình. Để mình coi làm cây cúp là mình cần phải có flint, 4 cái flint nè, mà mình còn có 2 thôi. Là phải trèo lên rồi. Lỡ nghịch nhảy xuống dưới nữa. Giờ thì phải đi tìm thêm sỏi nữa. Có vậy ta. Mình có thể làm cây cúp bằng
bằng bằng đá rồi, tại vì mình có mấy cái cục rock nè, nhưng mà còn thiếu, để mình đi nhặt thêm đi. Nè một nè, hai, một cục nữa thôi ở đây. Rồi vậy là đủ để mình có thể làm được một cây cúp bằng đá luôn. Lại đây và làm một cây cúp đá thôi nào. Làm sợ muốn chết ha. Rồi đặt theo công thức như Minecraft bình thường thôi á. Đây cúp đá nè, vậy là mình đã có thể bắt đầu khai thác được mấy cái đá cuội để chế tạo thêm mấy cái dụng cụ khác rồi. Sẵn đây thì chắc mình sẽ chẻ cái thân này ra luôn đi. Chẻ ra. Ui. Ui, mình đặt xuống đây nó không cho mình chẻ tại vì nó bị vướng hai bên á. Kệ không sao đâu, mình sẽ đào thêm một cái nữa để đủ ba cái đá cuội để làm một cái cây rìu nè. Hai cục đá cuội nữa để làm một cây kiếm. Một cái để làm sẻng, hai cái để làm cây cuốc và thêm 9 cái cục đá cuội nữa để mình không 8 thôi, 8 để mình có thể làm được một cái lò nung, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu một chuyến đi săn thịt nhá. Giai đoạn đầu việc giữ cho lượng máu cũng như là thức ăn ở cái mức độ an toàn sẽ là biện pháp tốt nhất để mình có thể sinh tồn. Mình cần phải đập cái cục đất này để trèo lên nè. Rồi, mình sẽ bắt đầu chế tạo luôn cây cúp luôn, không, cây rìu trước để mình chặt cây nhanh hơn nè. Một cây kiếm luôn. Kiếm là thứ thiết yếu á, tại vì trong đây quái vật nó cực kỳ mạnh, không có vũ khí để phòng thủ thì mình sẽ rất là khó khăn trong việc sống sót. Và mình cần phải săn cừu gấp mới được. Màn đêm xuống rồi mà mình vẫn chưa có cái giường để ngủ qua đêm nữa. Không được, chắc mình lủi vô hang mình núp quá à. Nhưng mà ở đây có bò nè, cũng có thịt để ăn và đỡ đói rồi. Rồi cho xin ít thịt nha. Đây nữa. À, bé này, cái tòa tháp đó có vẻ khá thấp các bạn ơi, mấy tòa tháp thấp thì chắc mình có thể khám phá được á, nhưng mà mình phải gắng tìm cừu trước cái đã. Mãi mê khám phá tháp mà ban đêm xuống không hay á là chết trong cổng luôn. Và trong real life craft á thì có một điều đặc biệt, đó chính là khi mà chúng ta chưa có cái giường thì mình sẽ spawn ngẫu nhiên ở một nơi nào đó sau khi chết á, nên rất là nguy hiểm. À, có vẻ hướng này không có cừu. À đây có một thôi à. À, nãy mình thấy có một cục sắt ở bên đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ đi lấy sắt để làm một cây kéo. Chứ giờ giết cầu cũng đâu có đủ len để làm một cái giường hoàn chỉnh đâu. Ui lẹ lẹ lên. Màn đêm xuống rồi. Không biết có sống nổi không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tranh thủ làm nhanh nhanh cái cây kéo nha. Đây đây, mình thấy sắt nè. Mining mới lên cấp độ 4 mới đào được sắt cơ. Chết mình rồi. Ở đây là mấy cái tinh linh. Ừ nhé. Đúng rồi, mình sẽ đứng ở đây để nhận sức mạnh từ tinh linh. Và mình sẽ đi lấy cái túi mực. Tại vì khi mà có túi mực á, mình có thể nhuộm bé cừu kia trở thành một bé cừu đen. Và mình có được ba bé cừu đen luôn á. Rồi rồi rồi, lại đây coi tinh linh này cho mình cái hiệu ứng gì nè. Nó cho nhìn trong bóng tối. Ồ, đúng cái mình cần luôn. Rồi được được được, trời nhìn cũng đỡ hơn rồi. Mình sẽ nhanh chóng trở lại hồi nãy. Nhưng mà giờ mình đang gặp một tình trạng, đó chính là khát nước. Mình sẽ đi uống nước cái đã. Gia thấp một xíu nữa. Rồi uống nước nè. Đỡ khát liền. Còn cái đùi gà thì mình còn nhiều á, nên cứ từ từ mà ăn cũng được á. Đợi có. Ui chết rồi, gần hết nhìn trong bóng tối rồi. Ui tìm bé cừu lẻ. Bé cừu ơi, đâu rồi ta? Ui tối quá, tối quá. À đây 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 đây. Mình sẽ nhựa mấy cừu này lại thành cừu đen. Rồi sau đó lấy thịt thôi. Để lên các bạn ơi, ban đêm nguy hiểm cực kỳ luôn ý. Hai bé nè. Và một bé cuối cùng. Ê, rồi rồi xong rồi xong rồi. Giờ thì làm luôn một cái giường thôi nào. Chạy gỗ ra làm lẹ làm lẹ. Đi giọng quá nó đừng có tới nhanh nha. Rồi làm lẹ thôi. Ui. Ui, một cái len màu khác. Hên quá, ba cái len xám nè, tưởng đâu hai cái len xám. Ui. Cái gì đó? Đừng có đánh ta. Không đây. Buông ta ra. Nó gấp mình đeo lên thay. Con quái vật này. Buông ta ra. Ây dù. Ui, các bạn thấy nguy hiểm chưa? Cuối cùng cũng qua được đêm đầu tiên rồi các bạn ơi. Hên thiệt á. Rồi giờ thì lấy cái giường.
Không được, lấy không ta? Không biết có nên lấy theo cái giường không nữa. Tại vì chỗ này mình định định cư luôn á. Thôi đi, tạm thời thì cứ lấy đi. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiếp tục lên đường thôi nào. Hơn thiệt. Rồi, giờ thì sống sót qua đêm đầu tiên, nhưng mà kế bên mình có vùng đất bóng tối nè. Hôm đó có mấy cái con quái vật có độc á, nó cũng khá là nguy hiểm. Giờ thì mình sẽ săn thêm một ít thịt heo để mình có thể ăn để cho đỡ đói nha. Với lại thịt heo thì sẽ cho mình cả nặng no lâu hơn. Ui, ở đây có Waystone nè. Thích nha. Waystone nó giống như là một cái checkpoint vậy đó. Tạm thời thì mình sẽ check ở đây đi. Từ từ mình sẽ mang cái Waystone nó về nhà để đảm bảo an toàn. Rồi, giờ thì mình cần phải đi uống thêm nước nè. Bị quái đánh mau mất nước quá. Và chắc mình sẽ xuống dưới đây để bắt đầu khai thác luôn đi. Tại vì mình đã có chỗ checkpoint rồi ấy. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống nè. Coi coi, mình có 16 đá cuội đúng không? Mình sẽ làm một cái lò nung. Kế tiếp mình sẽ đặt xuống đây và... Mình chưa có than hả ta? Coi ở dưới có than không? À, có than luôn. Vậy là mình sẽ làm một cây xẻng đi để mình đào nhanh xuống phía dưới á, rồi mình sẽ bắt đầu khai thác than đem lên trên thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, thay vì dùng gỗ thì nó sẽ phí hơn. Mà không được. Que á, mình cũng phải chặt theo cách thủ công luôn các bạn ơi, nên hơi hơi mất thời gian một xíu. Rồi, đủ rồi nè, làm một cây xẻng đi xuống dưới liền. Thịt thì cho vô đây trước đi. Rồi đi xuống dưới khai thác than nào. Dụng cụ trong đây nó có cái chất lượng á. Nếu mà mình may mắn chế tạo ra đồ xịn thì mình sẽ có được một chút cái lợi ích á. Nhưng mà nếu chất lượng không tốt cũng không sao đâu, mình cũng có thể sửa lại. Giờ mình sẽ làm một cây cầu thang sao cho đi xuống phía dưới được nè. Xuống như vậy. Xuống đây. Ui, hơi nguy hiểm nha. Ở đây có mấy cái spawner của con gì á, mình cũng chưa rõ nữa. Ui, spawner creeper kìa. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Rồi. Ui, có skeleton. Ui, không được, không được. Ui, có người đầu mình rồi. Chạy thôi các bạn ơi. Ui, bắn một phát vô phần đầu mình chứ. Ồ, dưới đó có mấy con nhện mini. Làm liều lấy than được không ta? Nó dưới mình rồi. À đây, ở đây cũng có than nữa. Nguy hiểm ghê á. Trong đây mình phải cố gắng sống sót ở giai đoạn đầu trước khi có được một bộ giáp đâu thôi. Chứ chưa có giáp á là dễ ngõm lắm luôn. Rồi làm liều nè, đào cách này đi cho nó chắc cú. Ui, mấy con skeleton giống như là một sát thủ thầm lặng vậy đó. Bộp một phát ngay đầu là đi đứt luôn. Cho dù cuốn giáp thì ngay đầu tầng 2 nhất cũng chết hả. Rồi, sau khi có than. Cho thêm... À mà sắt mình chưa đào được. Tranh thủ dưới đây có, mình sẽ lấy thêm một ít để dùng dần. Và làm thêm đuốc nữa. Chứ đi đêm á, mà không có đuốc thì nó tối om mà. Quái nó quýnh mình cũng không hay biết gì luôn. Rồi, ổn nha, ổn nha. Coi coi, mình có được 13 than luôn. Và khi đào á, mình sẽ tăng cái cấp độ mining lên á, nên khá là tiện đó. Và còn cho thêm kinh nghiệm nữa chứ. Ui, dưới đây nhiều quái lắm hay sao ý. Thôi 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 thôi, thôi. Tốt nhất là không ở đây lâu đâu. Đi lên rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Rồi đi lên nè. Ê, không cho đặt luôn hả? Rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nhảy lên đây một cái. Và bắt đầu nung thức ăn lên ăn thôi nào. Nãy giờ đói meo luôn á, không có gì cho vô bụng hết. Mình sẽ trích ra một ít than nè, chặt thêm gỗ để mình có thể sử dụng dần và đi lấy que bằng cách lập lá đi, chứ mình dùng que bằng cách cho chẻ gỗ thì nó hơi tốn kém á. Rồi lấy nào. Cho coi bao nhiêu que đây nào. Nguyên cái tán lá bự và không cho cái que. À đây, được một cái nữa đi. Rồi hai cái luôn nè, ba cái luôn. Bốn cái tổng cộng thì mình sẽ làm được 16 cái đuốc chưa được đốt. Vậy là mình cần phải tìm một cái cục đá lửa để mình có thể chế tạo ra cái đuốc phát sáng được. Coi ở đây có sỏi không để mình đào luôn cho nó tiện. Đây có sỏi nè. Dùng xẻng đào đi cho nhanh nhá. Đào ra. Ui. Đào bốn cục không rơi ra cục sỏi nào luôn. Bốn cục rồi, đào bên đây nữa. Có không? Ui, có, ui ra rồi nè.
may quá may quá. Và vấn đề kế tiếp cũng khá là nguy hiểm đó, chính là nhiệt độ các bạn ơi. Trong đây nếu mà nhiệt độ quá cao hay là quá thấp á, thì nó đều ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, gây mất máu á, nên cần phải lưu ý nha. Rồi vậy là mình đã có thể mà xác đâu để làm. Vậy là mình phải chế tạo một cái matchbox rồi, và công thức của nó thì cần phải có mía nữa. Ui chắc tạm thời mình chưa có làm đuốc được đâu. Vậy là phải kiếm một cái nhà nào đó có đuốc á, mình xin một cây rồi sử dụng về lâu thôi à. Rồi lấy lại cái bàn chế tạo nè, cũng như là cái lò nung. Đợi một xíu nữa, trong lúc này mình coi coi cái vùng đất bóng tối này chắc cũng nhỏ thôi, mình thấy có một cái gò đồi đó thôi à. Và mấy con khủng long ở đây nó cũng hiền nha các bạn, nó không có quánh mình đâu, nhìn nó nguy hiểm vậy thôi á. Và hình như sau khi tiêu diệt khủng long thì mình sẽ có một cái món đồ để mình thử cái việc một bé khủng long ở đây nhá. Cho test thử em ơi. Rồi. Nó bé vậy thôi chứ em này chắc cũng thâm niên lắm rồi nè. Ui chạy, chạy dữ vậy. Xin đi. Rồi cho ra một ít cái để xem nào, cái này là rau Acerous Meat. Và công thức của nó để làm có thể nung lên và ăn á, và còn có thể chế tạo được rất nhiều món ăn khác nữa. Thế nên từ từ mình sẽ farm và chế tạo những món ăn cao cấp hơn từ thịt của con khủng long. Rồi giờ thì tranh thủ mình sẽ ăn một miếng thịt cừu, thêm một miếng nữa, thêm một miếng nữa và uống nước. Rồi tiếp tục lên đường thôi nào. Đây cái này nó cũng nấu xong rồi nè. Rồi lấy và đi tiếp thôi. Hướng bên đây thì tiếp tục là khu rừng hả ta. Có thêm bò nè, để mình qua đây coi. Lấy thêm thịt bò. Rồi ổn áp, ổn áp. Ở đây nữa. Rồi đi tiếp. Ui cái này rơi ra bớt khát tin. Còn hướng này thì sao ta? Có mía nó kìa, mà mía mình chưa có đủ cấp độ trồng trọt á, nên chưa có thể. Rồng kìa, chạy các bạn ơi, rồng trong đây thích ăn thịt người lắm đó, gặp mình là đi săn mình đó, chạy thôi chạy thôi. Ui chưa nhớ gặp rồng rồi. Rồng trong đây khác xa hoàn toàn so với rồng trong kỵ sĩ rồng nhá. Rồng trong kỵ sĩ rồng không có hung bạo như con rồng trong đây đâu, nó sẽ cấu xé này, nghe phá hủy block và hất tung mọi thứ lên trời. Thôi xong rồi, mình gặp thứ dữ rồi các bạn ơi, làm liều luôn. Ui ui con skeleton đó có gắn bơm trong người. Ui chết mình rồi, mình quánh nó một phát mình bị nổ tung luôn. Trời à, mình không biết, mình đáng lý ra mấy con đó chỉ có hiệu ứng lửa thôi chứ ai dè nó còn gắn bơm trong người nữa. Chết rồi, mình gặp skeleton đánh bơm liều chết rồi, làm sao sống đây. Trời ơi, may mà có cái waystone nó không thôi là mình trắng tay luôn rồi. Không biết có mất đồ không ta. Ui anh ơi, mình chỉ mới gặp nhau thôi mà, đâu phải căng thẳng như vậy đâu. Khổ ghê luôn á, trời ạ. Giờ chạy một phát nhanh rồi chạy nha. Ủa, chạy một phát nhanh để lấy rồi đi chỗ khác nha. Ơi. Ra. Đừng có thổi kèn, em không có muốn nghe kèn của anh đâu, kèn anh nghe một phát là chết nữa đó. Ừ không, rồi đủ rồi, đi thôi. May mà con skeleton này cầm kèn, nếu mà nó cầm cung chắc mình bỏ đống đồ hồi nãy luôn ý. Tại vì nếu mà cầm cung thì nó sẽ bắn liên tục hả. Chỗ này có gương nữa nè. Trời ơi, gương cấm luôn. Thôi kệ không sao, có cái gương mang theo, đỡ tốn gỗ là vui rồi. Chị em trởn có không ta? Ở đây có gỗ nữa nè. Sẵn đây chắc mình sẽ trèo lên coi coi có thêm cái gì ở bên trong này không nhá. Biết đâu lại giấu cái gì bên trong thì sao? Mình nghi lắm. Chứ ai rảnh đâu mà xây mấy cái cột cao như vậy đúng không? Không có gì thiệt hả? Không có gì rồi. Nhưng không có gì thôi, đi chỗ khác. Gán băng qua cái khu rừng này xem như thế nào nhá. Đi đâu cũng gặp skeleton hết vậy. Chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Trời ơi. Ui gặp cứ dữ các bạn ơi. Ở đây có cái cây nè. Cái cây có rỗng tăng không, chui vô núp luôn.
Cây này có rỗng không? Ui chết rồi, cây này cây đặt ruột rồi. Ở đây có cái hang nữa. Nè. Ui Reaper. Ui zombie. Ui mình bị vây rồi các bạn ơi. Ở đây có bò, lấy cái ít bò rồi chạy. Nè. Còn cậu thoát nữa. Đừng chạy lên con zombie. Đi ra con zombie kia. Đi ra. Mình đã không muốn đánh nhau rồi, cứ cà khịa mình. Đi ra chỗ khác. Rồi, chuẩn bị cái một giấc rồi sáng thức dậy á. Thì chúng ta sẽ lên đường tiếp nha, chứ đêm vàng không ngủ thì sẽ toan mất á. Rồi lấy cái giường xuống ngủ thôi. Sợ ghê luôn á. Mình muốn có giường chắc không biết sao mình sống có ngày thứ hai nữa. Rồi ngày thứ hai đã ổn rồi, giờ thì khởi đầu bằng việc tập thể dục với bé cừu này nhá. Ủa bé bò này nhá. Cho xin thiệp nè. Ui chết rồi, mình lại bị khát nước. Ui bầu phù thủy nữa. Ui tụi mình. Ui Reaper. Mình toàn gặp dân chơi thôi. Trời ơi. Khởi đầu hơi toan rồi. Rồng kìa. Ông đại ca rồng ơi, em chỉ uống nước thôi hả? Đây là lãnh địa của rồng á. Mình xâm phạm một phát thế nào mình cũng thành bữa trưa của rồng cho coi. Đây có cái quặng gì nữa nè, để coi đào được không. Quặng này mình đào được. Hình quá, đại ca rồng chưa thấy. Mình sẽ ngó qua cái vùng đất bóng tối này cho các bạn xem nhá. Đó, các bạn thấy con nhện chưa? Quái vật thứ dữ trong đây đó. Mấy con quái vật trong đây thấy vậy thôi, tí bé nhưng... Ui, cái gì đó? À, đứng trên cái này còn bị đốt nữa chứ. Ây da, thốn vậy. Coi cái này có làm được cái gì không nè. Làm được mấy cái phi tiêu. Từ cái này thì mình có thể chế tạo ra một cây Binance và cái gì nữa. Cái này kiểu như giống công thức của cây cúp vậy đó, nhưng mà nhìn hơi lạ một tí. Lấy một ít thôi, không lấy nhiều đâu. Chừa ô để mình còn giữ mấy thứ khác. Và mấy cái cây đó thì nguy hiểm lắm nha. Đụng vô kiểu như nó có độc ấy các bạn. Nó sẽ gây mình mất máu rất là nhiều luôn. Chỗ này không thuận lợi để sinh tồn rồi. Phải tìm một nơi nào đó tốt hơn mới được. Ở đây có sỏi, mình sẽ tranh thủ. Gì là mình mất cây sẻng rồi. Hồi nãy không biết còn mất gì thêm không nữa. Chứ nhìn sơ qua là thấy mình mất tiêu cây sẻng rồi. Ui, ở đây có khủng long con nữa nè. Ui, skeleton. Ấy da, cái này gặp skeleton thì chúng ta nên chạy zig zag nha các bạn. Chứ chạy đường thẳng á, là bắn một phát vô đầu dính cái mũi tên là chết queo luôn. Thế nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Có sói nè. Chỗ này giống cái chỗ mình mới khởi đầu vậy ta. Cũng có mấy bé sói nữa. Có cừu. Wow, được của nó nha. Nhưng mà mình muốn sống ở nơi trống trải hơn. Tại vì sống ở nơi nhiều cây cối á, thì sẽ có nhiều bóng râm hơn. Mà ban đêm bóng râm nó sẽ xuất hiện quái á. Nếu như vậy chẳng khác gì mình sống giữa cái đám quái đâu đúng không. Rồi giờ thì băng qua khu rừng này, làm thêm miếng thịt cho nó đỡ đói nè. Rồi đi tiếp. Rồi đi tiếp thôi. Tới một cái hồ sao rồi nè. À đang cắt nước đúng không. Đây có nước xong nè, mình sẽ tranh thủ uống. Rồi đi tiếp thôi. Khi mà chưa có bình lọc nước á, uống nước thì nó hơi bị dơ một tí. Nhưng mà khi nào mình có đủ mía nè để là mình làm cái đồ lọc nước á, thì mình sẽ chuyển qua uống nước sạch, không uống nước dơ như vậy nữa nha. Vẫn chưa vượt qua nổi mấy cái rừng mùa thu nữa ta. Mình cần một cái vùng đồng bằng cơ. Vùng đồng bằng mình sẽ tiến hành farm thêm gỗ nè, rồi định cư ở đó chăn nuôi cũng như là xây nhà luôn. Ở đây có bò thì mình sẽ thủ lấy thêm những lúc rảnh như vậy. Đó, để có thêm kinh nghiệm cũng như là... nó kinh nghiệm mới nhớ, mình mất hết một mớ kinh nghiệm hồi nãy rồi, chưa nâng cấp gì hết luôn ấy. Ui... đây là nàng tinh linh hồi máu cho mình. Tinh linh bướm các bạn ơi. Rồi, hướng này thì sao đây? Không biết bây giờ mình có thể làm cái thuyền không ta? Để mình thử ra biển một xíu. Mà mình sợ ra biển gặp quá thủy quái quá à. Thủy quái trong đây nhiều lắm luôn ý. Rồi làm được cái thuyền luôn nè. Rồi lấy lại các bạn chế tạo. Và ra biển thôi. Đi. Coi nào, hy vọng ra biển không gặp thủy quái. Một xíu vô đất liền. Chắc mình sẽ làm một bộ đồ da mặc tạm đi. Chứ giờ không có áo giáp hay không có gì bảo vệ á. Cũng hơi sợ. Ê! Rồi mình nói ngay mà. Ôi, tay em.
sao vậy? Ủa? Ui, nó dịch chuyển mình tới đâu rồi nè? Ui, này đâu có sống sống sót quá. Mình đã phải hy sinh hai lần rồi và lần này nó đã dịch chuyển mình tới một cái cây cổ thụ kìa. Được á nha, nhưng mà ở dưới đó chắc nguy hiểm lắm ý. Còn có một cái tòa tháp gì nữa. Có một cái thác nước gì kìa các bạn. Wow, giờ thì ui, ở đây tự nhiên có cái u tròn nhìn đẹp cực nè. Có lừa nữa. Ui, tính ra chỗ này nó sẽ thích hợp hơn để sinh tồn nè. Được á nha, rồi bắt đầu lại thôi nào. Vậy là phải làm lại từ đầu rồi, mất hết mớ thịt luôn. Tiếc ghê á. Mình cần phải đi tìm sỏi cái đã. Không biết gần đây có sỏi không. À, đằng kia có sỏi, đằng kia có sỏi kìa. Ô, cái cây này mình mà có nhiều vật liệu xây nhà ở trên cây cũng được, hoặc là lên tán cây để ở. Chỉ có điều hơi mất thời gian để đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà cũng tốt, dù sao cũng có nơi ở mới rồi. Giờ mình sẽ farm thêm ít cái đá lửa để mình có thể chế tạo mấy cái dụng cụ. Mình sẽ đập cái cục đá lửa này vô một cục đá nào đi. Ở đây có cục đá, đó đó đó, đó. Đằng kia có cục đá kìa. Làm lại một xíu nha. Rồi, khổ ghê á. Thôi kệ, cố lên nào. Giai đoạn đầu mà hơi ăn hành một tí. Mình được 4 cái bling shard. Và giờ mình sẽ tiến hành lấy que từ những cái lá. Rồi, làm cây kéo luôn cho nóng nè. Đi cắt mấy cái cỏ thôi để làm cây rìu và chặt cây. Cần 3 cái fiber thì mới đủ. Rồi, đủ luôn nè. Làm một cây rìu bằng flint. Công thức như vậy. Đâu có gì làm khó được mình đâu. Cố lên nào. Rồi, chặt cái cây đầu tiên ở nơi ở mới thôi. Ui, mỏng được. Mình chặt không khéo á, ngã vô mấy lừa thì là chết đó. Ở đây cũng có làng nữa. Ui, mình gặp làng nè, có cừu luôn. Ui, đây là nơi ở mơ ước của mình trong lúc khởi đầu nè. Wow, cái gì cũng có lợi cho mình hết á. Rồi, cây đã ngã. Giờ mình có thể đứng đây đợi cho cây nó rơi ra gỗ thôi. Rồi, đợi nhặt đồ và trở lại cái ngôi làng nhỏ nhỏ này nào. Có cả cái vườn lúa mini luôn. Hết sảy luôn ý. Cái này hơi ít hạt giống nhưng mà từ từ mình sẽ trồng tiếp mấy bác trong làng. Mình chưa đủ cấp độ. À, mình thấy cái gì vô kia. Ở đây có hiệp sĩ nữa. Chắc mình sẽ sống nhờ ở đâu quá à. Được á, có giường không? Ý, có giường luôn. Cái này là giường của vợ chồng bác dân làng nè. Wow, xịn nha. Ôi, chắc là mình tạm thời mình sống chung với mấy bác dân làng đi. Được sự bảo vệ của hiệp sĩ nữa thì sẽ tốt hơn. Còn có cái vườn trống nào mình gửi đồ. Ui, chắc hiệp sĩ này chơi lửa làm gì. Ơi là anh dọn với lửa có ngày phỏng đi chơi đó. Có vàng nè, có bánh mì nè, có hạt cái mầm cây, có táo để ăn nè. Wow, mình có thể xin thức ăn ở mấy bác dân làng luôn. Rồi, còn mấy thứ này á thì mình sẽ cho lại vào trong đây. Đó, có bàn chế tạo cho mình luôn nè. Mình sẽ làm một cây à, mà chưa đủ đá. Để mình ra đây tìm thêm ít cái cục đá nhỏ nữa để mình nhặt nha. Nhặt vô, được 6 rồi. Mà mình sẽ đi khám phá một tí ở nơi này cái đã. Đợi cho màn đêm xuống rồi mình sẽ ngủ để check spoil ở đây nha. Mình sẽ cắt bớt cái ở đây đi. Rồi đi lên thôi nào. Nhà mấy bác dân làng này, à không, cái này không phải nhà, cái này là nơi ở của mấy bác dân làng á. Thì nó được đặt rỗng ở dưới lòng đất. Hơi khó lên một xíu, nhưng mà vậy thì chắc sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Ui, cái đó có phải kim tự tháp không? Mình thấy nó nhọn nhọn kìa. Ui, hình như cái đó là kim tự tháp mini hay sao á. Chưa chưa được á nha. Mình phải cố gắng ngủ một đêm ở ngôi làng trước cái đã, để cho nó checkpoint á, rồi sau đó mình mới khám phá được. Lỡ mà mình ngõm trong đó thì sao, là mất cái nơi ở tuyệt vời này nữa thì toang á. Sau khi đã có đủ đá rồi, mình sẽ vô trong để chế tạo lại những cái dụng cụ cần thiết. Chẳng hạn như là cây cúp nè, và đi uống nước nữa. Chứ giờ ha, tối om rồi. Nhìn hoa cả mắt rồi á. Đây làm cây cúp nè, rồi đi uống nước thôi. Trong đây chết khát vẫn có thể xảy ra nhé, nếu như chúng ta uống không kịp lúc.
nè, có cái hồ nước nè, uống nước hồ luôn. Rồi, uống nước thôi. Có heo nữa nè, mình có thể nuôi á, tại vì trong làng có cà rốt với khoai tây. Coi coi màn đêm chưa xuống lâu vậy ta. Nhí nhí bên đây một tí. Và xương rồng trong đây rất là cần thiết nha các bạn. Tại vì khi mà bị thương á, mình không thể nào ăn đầy thức ăn rồi hồi máu được đâu. Phải có mấy cái đồ băng bó. Nhưng trong khi đó thì xương rồng chính là thứ mà mình cần thiết để có thể làm được. Và mình cần phải dùng cây rìu để chặt cái cây xương rồng. Nó cũng ngã giống như là mấy cái cây bình thường bên ngoài kia vậy đó. Và sẽ rơi ra hạt giống cũng như là cái thân xương rồng nè. Làm liều luôn, khám phá luôn cho nóng nào. Nhưng mà không biết hôm nay có gì đây. Hello. Ui. Lêu lêu. mình đưa cái mông ra thôi. Hắn bắt không có tới đâu các bạn ơi. Rồi, màn đêm đã xuống rồi. Không chần chờ nữa, mình sẽ lại ngôi làng và ngủ nhờ thôi nào. Hy vọng mấy anh dân làng đừng có chiếm giường nha. Mặc dù mình là người mới nhưng mà chắc mấy anh cũng nhường giường cho mình ngủ thôi hả. Rồi, vô trong ngủ thôi. Cái gì vậy? Đừng. Bác sĩ ơi, cứu em. Gì vậy? Hiệp sĩ, cứu em. Đúng rồi. Hợp sức lại. Rồi xong rồi. Giật hết cái mình à. Ui. Không ổn rồi các bạn ơi. Ui, mọi thứ đều đe dọa mình. Ui, ba đêm đầu tiên á thì mình phải ngỡ 2 lần. Và lần này thì được mấy anh hiệp sĩ trợ giúp. Nếu không thôi mình cũng đi đứt rồi. Và chắc tạm thời mình sẽ dừng chân tại đây. Và tìm hiểu xung quanh đây có cái nơi nào đó thích hợp để mình có thể định cư cận kề mấy anh dân làng không nhá. Rồi mình sẽ xây nhà ở đó. Và mình sẽ cố gắng tìm một nơi nào thích hợp để đi mai luôn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.